Rồi, ok, giải phương trình bậc nhất này, chúng ta làm bài tiếp theo nha. Giải phương trình bậc nhất có dạng là AX cộng B bằng gì? Bằng 0. À, các em chú ý khi chúng ta làm với lập trình C thì chúng ta sẽ tắt cái gõ dấu đi nha. Chú ý, lúc nào cũng nhớ trong ngôn ngữ lập trình C phân biệt chữ in hoa và chữ thường. Nên là khi làm ở trên tên biến chúng ta đặt là ký tự thường, ở dưới tương ký tự hoa, nó sẽ không hiểu đâu. Nhớ nó phải giống hệt nhau. Ở đây, cái giải phương trình bậc nhất thì đầu vào của chúng ta chính là hai giá trị a và b, đầu ra chính là nghiệm x. Ở đây để xử lý được toàn bộ các trường hợp không dây dưa gì liên quan đến cái phần là số hai số nguyên chia cho nhau, chúng ta sẽ khai báo biến a biến b là số thực và nghiệm x của chúng ta cũng là số thực luôn. Tiếp chúng ta sẽcho người dùng nhập giá trị từ bàn phím. Đó. Chương trình giải ví dụ chúng ta mong để cho người dùng người ta xem người ta đang làm gì thì chúng ta hoàn toàn có thể thêm cái lệnh này vào để cho người dùng người ta biết người ta đang làm cái gì, được làm cái gì, đúng không? Thì chúng ta sẽ ghi rõ ra đây là cái chương trình giải phương trình bậc nhất có dạng là AX cộng B bằng 0. Đó. Sau đó chúng ta bắt đầu cho người dùng nhập giá trị từ bàn phím. Đó, vui lòng nhập A. Vui lòng nhập A bằng scan. Dần dần chúng ta thấy là chúng ta lập trình, chúng ta hoàn thiện dần các kỹ năng chúng ta làm. Chúng ta nên gợi ý cho người dùng hay là thêm những cái câu giải thích cho người dùng, người ta biết người ta đang được sử dụng cái gì. Rồi, sau khi nhập xong thì chúng ta sẽ bắt đầu đi tính toán. Thì các em nhớ lại, đối với giải phương trình bậc nhất thì chúng ta sẽ xem. Thứ nhất là nếu như người dùng người ta nhập vào ký tự A, à cái biến A là bằng 0. Đó, bằng 0. Thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta kiểm tra tiếp xem B có bằng 0 hay không. Đó. Nếu B bằng 0 thì phương trình của chúng ta nó có dạng là 0x cộng 0 bằng 0. Vậy thì lúc này phương trình của chúng ta gì? X của chúng ta có nghiệm hay không? Phương trình gì hả các bạn? Vô số nghiệm. À, vì một số nhân với 0 vẫn bằng 0, 0 cộng với 0 thì hiển nhiên là bằng 0 rồi, đúng không? L ngược lại. Ngược lại như vậy thì các em phải hiểu là B của chúng ta gì? Khác 0. Được chưa? B khác 0 thì phương trình của chúng ta nó có dạng là gì? 0x cộng với một số khác 0, có lấy ví dụ bằng 1 thì có được hay không? Như vậy thì không có giá trị x nào thỏa mãn một cái là 0 nhân với x bằng 0 cộng với một số khác 0 thì không thể nào bằng 0 được. Do đó phương trình của chúng ta gì? Phương trình gì đây? Vô nghiệm. Đó, phương trình vô nghiệm. Đó. Ngược lại, chú ý nha, ngược lại L. Các em chú ý L ở đây. À, khi các em nhìn cô viết, cô thuộc cấp rất là rõ ràng. Khi mà nhìn ở đây L nó thẳng với L x ở trên thì chúng ta hiểu là cái L này là L ngược lại với lại B bằng 0. Còn cái L ở dưới này thì nó ngược lại với lại A bằng 0. Đó. Như vậy ở đây là A khác 0 nha. Trong trường hợp A khác 0 thì chúng ta sẽ có mấy nghiệm? Chúng ta sẽ có hai nghiệm phân biệt. À, cô xin lỗi, có một nghiệm thôi. Đây là phương trình bậc nhất. Đó, chúng ta sẽ có nghiệm x bằng trừ b chia cho a. Sau đó chúng ta sẽ xuất nghiệm này ra màn hình. Đó, nghiệm của phương trình x bằng phần trăm chấm 2f lấy hai số sau dấu phẩy x. Đó. Chưa? Sau đó chúng ta sẽ test thử. Chú ý nhé, bài của mình chạy được chưa chắc đã đúng. Chạy được là việc chúng ta viết code nó trôi chảy, nó chạy được. Còn kết quả đúng hay không thì chúng ta phải xét, đúng không? Đầu tiên chúng ta sẽ nhập A bằng 0 này, B bằng 0. Rõ ràng chúng ta biết nó là phương trình vô số nghiệm. Nếu mà chúng ta enter nó lại ra phương trình vô nghiệm, nghĩa là chúng ta viết code sai, đúng chưa?
phương trình vô số nghiệm. Tiếp, A bằng 0, B bằng 2, phương trình vô nghiệm. Rồi, tiếp chúng ta test trường hợp thứ 3. A khác 0, B khác 0, phương trình bằng trừ 2. Rồi, ok, vậy là bài của chúng ta đã đúng. Nhớ chưa? Làm xong chạy kết quả nhưng mà chúng ta chạy ra nó lại sai. Thì như vậy bài của mình nó sai rồi. À, như vậy các bạn làm cái bài này cho cô.